Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Loa Kéo Tôm Việt chúng em nhân dịp các ngày lễ đang cận kề cũng như là mùa hè sắp đến. Mùa hè thì chúng ta sẽ nghĩ đến những chuyến du lịch, thì anh chị nên chọn cho mình một mẫu loa xách tay để anh chị có thể thuận tiện di chuyển. Và đây là hai mẫu loa đang được khách hàng ưa chuộng nhất. Thì phía bên phải màn ảnh của quý vị, đây là em Cabot KC270. Còn phía bên trái màn ảnh của quý vị thì đây là em CS447. Cũng như một số anh chị đã tìm hiểu qua hai dòng loa này rồi mà đang phân vân không biết chọn em loa nào sẽ phù hợp với nhu cầu của mình, không thôi là sẽ phù hợp với nhu cầu của các anh hàng xóm nha quý vị. Thì bây giờ em sẽ lên một video và phân tích cho anh chị, cũng như là cho anh chị biết những con loa này có ưu nhược điểm như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên là về ngoại hình thùng, thì hai em này có kích thước tương tự nhau. Thì ở em loa KC270 thì được nhà sản xuất bo tròn tại các góc nên sẽ rất phù hợp cho những anh chị thích sự uyển chuyển nè, thích sự nhẹ nhàng, tinh tế. Rồi ở còn đối với em CS447 thì các góc cạnh vuông vức với nhau và sẽ rất phù hợp cho những anh chị thích sự mạnh mẽ và sắc bén. Về phần tay sách thì em KC270 được làm bằng da tổng hợp simili để khi chúng ta sát thì tạo cảm giác rất là dễ chịu và êm hơn. Còn ở phần tay sắt của em CS47 thì được làm từ chất liệu nhựa cứng nè và có gân, thì nó sẽ tạo độ bám khi tay anh chị chảy mồ hôi nè, và độ bền của tay sắt CS47 thì sẽ bền hơn em loa KC270. Vì tay sắt của em KC70 thì được làm bằng những đường chỉ, may bằng những đường chỉ nha quý vị. Về phần cân nặng của em loa thì em sẽ nhờ sự hỗ trợ của em cân sắt tay này. Đầu tiên thì em sẽ cân em loa KC270 trước. Cân nặng của em KC270 là 9,6kg nha. Đây, cái cân nặng của con CS447 này cũng là 9,6kg. Như vậy thì trọng lượng của hai em này bằng nhau. Về cách bố trí của cánh nút vành cũng như cánh nút chức năng, thì khi anh chị nhìn sơ qua thì cánh nút vành của hai em này tương tự giống nhau về màu sắc cũng như là kích thước, nhưng mà chức năng của nó khác nhau nha. Ở em KC270 thì hỗ trợ cho chúng ta là núm vành tăng giảm được độ vang của reverb, còn ở C47 thì không có nè. Rồi bù lại một cái là ở C47 có núm vành âm lượng tổng, được gọi là núm vành master. Chúng ta có thể tăng giảm được âm lượng của nhạc, âm lượng của micro. Còn một điểm đặc biệt trên em C447 thì sẽ hỗ trợ chúng ta hai volume để chúng ta chỉnh âm lượng cho hai mic luôn. Ví dụ như đây sẽ chỉnh được âm lượng của mic 1 này, và phía bên này là núm vành chỉnh được âm lượng của micro thứ hai. Rồi, tuy nhiên KC270 chỉ cần một núm vành âm lượng tổng của cả hai micro. Nhưng đây trên micro sẽ hỗ trợ chúng ta tăng giảm được âm lượng trên mỗi micro luôn, cho nên rất thuận tiện cho những anh chị không cần phải đến trực tiếp con loa và chỉnh. Tiếp đến là cách bố trí của các nút chức năng. Thì ở em KC270 tuy có sự bất tiện vì các nút này đều đặt ở đằng sau mặt loa, nhưng mà cái này thì hỗ trợ chúng ta 5 nút chức năng nên rất là chi tiết và dễ sử dụng hơn. Ở em CS47 thì các nút chức năng đặt ở trên loa này nên là rất tiện để cho anh chị có thể chỉnh được, nhưng mà chỉ có 2 nút chức năng mà thôi, thì mỗi nút của nó sẽ có những chức năng khác nhau nữa. Nói cho anh chị dễ hiểu là khi chúng ta nhấp một lần á thì nó sẽ ở chế độ này, nhưng chúng ta nhấp một lần hai cái á thì nó sẽ ra một chế độ khác nha quý vị. Về chất lượng âm thanh của hai em loa này thì nếu mà anh chị muốn một âm bass sâu nè, nghe ấm hơn nè, thì em khuyên chị nên chọn em CS447. Và nếu anh chị muốn một âm bass rất là chắc chắn nè và âm thanh đánh cho chúng ta nghe ở xa vẫn rõ, thì đây anh chị phải chọn em KC270. Bởi vì gân bass của em loa CS447 này được làm bằng cao su nên sẽ tạo ra dao động nhanh hơn, nhiều hơn và độ rung dày hơn, cho nên sẽ tạo ra được một chất âm thật là ấm, thật là sâu. Còn đối với em KC270 này thì gân bass và màng bass được làm bằng vải dầu, cho nên sẽ cho ra chất âm thanh khi đánh ra thì sẽ nghe chắc chắn hơn và đánh xa hơn. Về chất lượng âm thanh của hai em micro này thì theo trải nghiệm của em cũng như là đánh giá và phản hồi của khách hàng thì đa số nói tốt về em micro KC270 này. Về độ hút micro của em KC70 này sẽ tốt hơn rất là nhiều so với em C447, giúp cho anh chị hát karaoke nhẹ hơn, không cần phải dùng rất là nhiều sức, và cho ra âm thanh hát karaoke của anh chị
nghe hay hơn khi hỗ trợ chúng ta tính năng reverb ở trên em loa KC270 này nha. Còn đối với những anh chị đã là ca sĩ có lẽ rồi á, hoặc là những anh chị có dòng hát tốt, khỏe, thì anh chị nên chọn em C447 này nha. Vì em loa này không hỗ trợ cho chúng ta reverb để âm thanh hay hơn như ở em KC270. Video chống hú của hai chiếc micro này thì hai em loa này tương tự nhau, không em loa nào hơn em nào hết. Và cuối cùng thì bên quay lớn nào sẽ trâu hơn. Và bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh chị biết một thông tin là ở em KC270 sẽ hỗ trợ chúng ta bình với dung lượng là 10 bây giờ và sẽ trâu hơn nhiều so với em CS447 này với mức dung lượng bình là 7000 mAh. Tuy nhiên về thời gian sử dụng em loa thì phụ thuộc vào rất nhiều cách anh chị sử dụng em loa này như thế nào. Rồi, sau khi quý vị đã xem xong video mà em phân tích hai em loa này thì em nghĩ là quý vị có thể chọn cho mình một em loa phù hợp nhất với quý vị rồi. À, đừng quên nữa là khi quý vị mua hàng bên loa kết tóc Việt chúng em thì quý vị sẽ nhận được rất rất nhiều những ưu đãi. Và một trong số đó thì em xin được bật mí cho quý vị biết. Thứ nhất là bao đổi mới trong vòng 30 ngày. Có nghĩa là trong vòng 30 ngày đó loa anh chị gặp vấn đề nào đó hay là anh chị không thích em loa này nữa thì anh chị có thể đem đến em và đổi mới một em loa luôn. Thứ hai là bao thu cũ đổi mới trọn đời luôn cho anh chị. Có nghĩa là khi anh chị dùng một em loa xài rất là nhiều năm rồi và anh chị đã chán mẫu loa này rồi, hoặc là anh chị muốn nâng tầm âm nhạc, nâng tầm nghe, nâng cái tai nghe của mình lên, thì anh chị có thể đem đến em, bên em nhận thu và nâng cấp lên cho anh chị một em loa mới. Không chỉ là hai ưu đãi trên mà bên tâm biệt chúng em còn có rất rất nhiều những ưu đãi khác nữa mà không tiện bật mí ở trên đây. Thì những cái ưu đãi này sẽ dành cho anh chị khi anh chị mua hàng bên loa kết tóc Việt chúng em. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.